Thế mình chào anh em nhá. Hôm nay sẽ test cho anh em nghe về chất âm của một cặp loa cao cấp của đời STX, đó là cặp loa JBL STX 825. Đôi này full tụp xốp anh em nhá. Cực kỳ tuyển chọn và đặc biệt kết hợp với nó là một con súp đồng bộ là STX 828. Anh em nào chơi combo này đúng hết bài luôn. Mạnh mẽ, uy lực và bền bỉ. Model đời cao của hãng JBL với giá thành của tháng 3/8 hợp lý cho anh em đầu tư. Em nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với anh em, giá cực tốt anh em nhá. Đây là cặp STX 825 Made in Mexico xịn sò. Với đời STX 800 và đặc biệt là model STX 825 này thì phân khúc loa là bát kép sở hữu 2 bát 40 từ 220-100 và súp kép 2 bát 50 cũng từ 220-100. Thế mời anh em thẩm âm về sức mạnh của cặp loa này. Em nhu cầu mua thì combo này nó rơi vào cả loa cả súp, nó rơi vào hơn 100 một chút thôi. Mời anh em. Súp cũng như súp đặt tỷ lệ mới trên 90% rồi. Anh em nhu cầu đầu tư mua thì liên hệ bên em thôi. Hoặc là muốn chi tiết về hình ảnh thì mình sẽ chi tiết cho anh em. Còn hàng đã tuyển kỹ rồi, bác chỉ xuống tiền để em gửi hàng thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.